Gần đây có 3 điều làm cho mình nhận ra chuyện quái gì trên cuộc đời này cũng có thể xảy ra được các bạn ạ. Thứ nhất, hãy nhìn đi. Đây chính là cục sạc của một chiếc laptop. Xin nhắc lại với các bạn là đây là sạc laptop 65W ạ, và nó bé, nó nhẹ kinh khủng khiếp. Trời ơi, mấy cái sạc điện thoại của các bạn 65W có khi nó còn chưa bé đến như thế này. Và đây là cục sạc được tặng kèm với chiếc laptop này. Đây là cái điều vô lý thứ hai. Đây là cái chiếc laptop có kích thước màn hình 13.3 inch OLED mỏng nhẹ nhất trên thế giới, và tên của nó là Asus ZenBook S13 OLED. Các bạn nhìn đi, nó mỏng kinh dị luôn, và cái phần này nó chỉ được tính bằng mm thôi các bạn ạ. Đảm bảo là cái độ mỏng này nó mỏng hơn bất kỳ một thằng người yêu cũ nào các bạn, vì mặt chúng nó rất dày. Và thứ ba là mức giá của chiếc Ultrabook này lên đến 50 củ. Ngoài việc là nó có màn hình OLED ra, thiết kế mỏng nhẹ ra, thì nó còn cái gì mà Asus tự tin bán nó với mức giá là 50 triệu đồng? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đánh giá chi tiết ngày hôm nay về Asus ZenBook S13 OLED cùng với Rương Công Nghệ. Điều đầu tiên là hãy nói một chút về mức giá của nó nhé. Bởi vì là 50 triệu thì đây là cái bản cao cấp nhất mình đang cầm. Nó là bản i7 32GB RAM và 1TB SSD. Còn cái bản bình thường ấy thì nó là i7 16512, giá chỉ là 39990 thôi. Đầu tiên hãy nói về phần thiết kế của nó. Như các bạn thấy thì Asus ZenBook S13 OLED nó đi theo một cái kiểu thiết kế khác hoàn toàn so với những cái con máy như kiểu là Dell XPS này hay là MacBook. Nó vẫn mang một cái dáng vẻ sang trọng, lịch lãm và nó rất là doanh nhân. Nó có cái mặt A và mặt C được làm hoàn toàn nhám các bạn ạ. Và cái kim loại được cấu thành ở nên cái laptop này thì cũng rất là cao cấp. Nó là hợp kim magie và nhôm. Và đây cũng chính là cái kim loại mà được dùng rất nhiều trong ngành hàng không vũ trụ. Và như ban nãy mình cũng đã nói là cái độ mỏng của cái chiếc laptop này là vô cùng ấn tượng. Về trọng lượng của nó nhá, là nó rơi vào khoảng 1kg. Thì nếu như mà để so sánh với những cái mẫu laptop khác thì có thể có chiếc máy nhẹ hơn trong cái tầm kích thước màn hình như thế này. Thế nhưng đây là một cái chiếc máy có màn hình OLED, và nếu như tính theo là OLED 13 inch thì đây là con mỏng nhẹ nhất trên thế giới rồi các bạn ạ. Mình thấy rằng là cái độ mỏng nhẹ này của nó thì rất là phù hợp nếu như mà mình muốn di chuyển ra các tầng trong công ty, hoặc là muốn mang ra ngoài làm này, ngồi trên xe máy làm cũng được, ngồi trên ô tô làm cũng được, mà mang ra cà phê thì lại càng tiện. Cái độ mỏng nhẹ của cái chiếc laptop này thì cũng được thể hiện qua đây. Đây chính là cái bao da mà được tặng kèm khi mà chúng ta mua ZenBook S13 OLED. Các bạn hoàn toàn là có thể nhét nó vào đây rất là dễ. Đó, và mang nó theo. Và mặc dù được làm theo kiểu mỏng nhẹ như thế này, nhưng mà ZenBook S13 OLED nó vẫn có thể giúp chúng ta đóng mở bằng một tay rất là dễ dàng. Và khi mà đóng xuống ấy, thì sẽ có nam châm hít vào một cái cạch. Đó. Và nó khiến cho cái cảm giác đóng mở của mình nó cũng trở nên thích hơn rất là nhiều. Mặc dù cái chiếc laptop này sở hữu một viên pin có cái dung lượng không quá cao, chỉ là 63Wh thôi, nhưng mà thực tế thì cái trải nghiệm của mình là rất lâu, khoảng từ 8 cho đến 9 tiếng. Các bạn hãy tưởng tượng như này, mình sạc đầy cái chiếc laptop này và mang nó đi làm vào lúc 8 giờ sáng. Mình làm việc cả một ngày, đương nhiên cái cơ bản là vẫn là làm các tác vụ văn phòng liên quan đến Word. Tối hôm đó thì có xem SEA Games, và đêm hôm đó là xem sự kiện ra mắt những cái sản phẩm mới của Google. Đấy, Google Pixel, Fold, phủng các thứ ấy. Và ngồi viết bài đến 4 giờ sáng. Và hôm sau lại mang cái chiếc laptop này lên văn phòng và làm việc đến 10 giờ sáng thì mới cần phải sạc. Thì mình nghĩ rằng là cái dung lượng pin này nó hoàn toàn là đủ đáp ứng cho tất cả các nhu cầu văn phòng của các bạn. Đặc biệt là những ai mà có nhu cầu là mang máy đi và gọi là mình làm nhiều mà không cần phải quan tâm đến sạc ấy, thì cái chiếc S13 OLED này nó đáp ứng rất rất là tốt. Còn đâu các bạn làm những cái app nó đặc thù hơn, ví dụ như các bạn edit hoặc là các bạn dựng một vài những cái video nhẹ nhẹ trên này, thì mình chưa tính đến ở đây. Và cũng phải nói thêm rằng đây là cái chiếc Ultrabook Windows cho cái thời lượng sử dụng pin ấn tượng nhất mà mình đã từng trải nghiệm. Và đi kèm với đó là một cục sạc như ban nãy mình đã nói rồi, 65W, cực mỏng, cực nhẹ. Và để có được cái thời lượng sử dụng pin tốt đến như thế này thì không thể không kể đến hiệu năng của Asus ZenBook S13 OLED. Chiếc máy này đang chạy Intel Core i7-1355U và Intel Iris Xe. Về thông số ấy, thì i7-1355U nó là một CPU 10 nhân, trong đó có 2 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Nó có đến 8 nhân tiết kiệm điện thì bảo làm sao mà pin của nó lại không tốt, đúng không các bạn? Thực ra thì nếu như bạn nào mà muốn đánh mạnh phần hiệu năng ấy, thì đây không phải là một con chip quá khỏe để cho các bạn làm điều đó. Bởi vì là Asus họ đã hướng đến cái đối tượng người dùng là doanh nhân, và những người này thì quan tâm đến phần pin nhiều hơn. Bằng chứng là mình có sử dụng rất là nhiều tác vụ thì cái tình trạng giật lag ở trên chiếc máy này nó rất là hiếm khi xảy ra. Những cái phần mềm chỉnh ảnh cơ bản thì không bao giờ khiến cho máy bị giật lag hay là bị nóng quá. Và trên thực tế thì nó sẽ chỉ xảy ra cái tình trạng là bị giật hoặc bị lag nhẹ khi mà mình xuất màn hình lên thôi. Ví dụ như ở văn phòng của mình nhá, thì mình có một cái màn hình rời có độ phân giải là Full HD, thì khi mà xuất lên cái màn hình đó và bật tầm khoảng tầm chục cái tab thì sẽ xảy ra cái tình trạng là bị lag nhẹ nhẹ, nhưng mà chỉ khoảng từ 20 cho đến 30 giây thôi. Sau đó thì mọi thứ lại trở về bình thường. Lúc này thì mình tắt đi một vài cái tab thì mình lại làm việc được ngon lành cạnh đạo,
không có vấn đề gì nữa cả. Và nhìn chung ấy thì ZenBook S13 OLED nó là một cái mẫu laptop có hiệu năng đủ dùng, cân bằng được tốt giữa cái thời lượng pin và cái phần hiệu năng. Không phải là cái mẫu laptop OLED nào cũng cho các bạn thời lượng on screen lên đến 8 cho đến 9 tiếng đâu. Nên là đây là một cái mà mình đánh giá rất cao trên cái mẫu laptop này. Tiếp đến hãy cùng nhau nói về màn hình của chiếc laptop này. Tại sao mà đến tận giờ phút này mình mới nói về màn hình của những cái chiếc laptop dạng như vậy? Bởi vì là Asus là một cái thương hiệu mà đã phổ cập cái màn hình OLED xuống tận những cái dòng phổ thông như là các bạn mua VivoBook. Nó chỉ có hai mấy triệu thôi mà đã có màn hình OLED rồi. Nên là không có lý do gì mà ZenBook cao cấp như vậy lại không có màn hình OLED cả. Và cái chất lượng hiển thị trên màn hình OLED của những chiếc ZenBook như thế này thực sự là nó rất tốt. Độ sáng của nó cao lên đến hơn 500 nit để cho mình có thể làm việc được ngoài trời ngon lành. Bình thường nhá, nếu như mình ngồi trong nhà và mình bật một cái trình duyệt Chrome lên, gõ nội dung ở trên Doc Online thì mình sẽ chỉ cần để độ sáng mức 60% thôi, bởi vì nếu như mà để mắc thì nó quá sáng. Đồng thời để có thể test được cái độ chuẩn màu của cái chiếc laptop này thì mình cũng đã dùng máy đo với những cái thông số rất ấn tượng như là 100% sRGB, 96,6% Adobe RGB và 98,8% DCI-P3. Mọi cái chỉ số của nó đều gần như là tuyệt đối và không có gì cần phải phàn nàn. Nếu như mà để chỉ ra một cái điểm hơi tiếc nuối trên cái màn hình này thì có lẽ chỉ là tần số quét của nó không lên được mức là 90Hz. Nhưng mà bù lại thì chúng ta vẫn sẽ có một cái phần viền màn hình rất mỏng, đấy, hai bên này mỏng này. Và nó sẽ có cả cái cảm biến nữa để nó phục vụ cho cái việc là nhận diện gương mặt các bạn lúc mà các bạn mới mở cái laptop này lên. Ngoài những thứ mà các bạn có thể nhìn thấy nó rất là rõ ràng ở đây thì có một vài điểm nho nhỏ Asus làm mà mình cũng cảm thấy rất là hài lòng. Đầu tiên cần phải nói đến đó là cổng kết nối. Như mình đã nói ngay ở phần intro của video này, cái cổng kết nối ở trên cái chiếc laptop này thì rất đầy đủ. Chúng ta có cả HDMI, có cả Thunderbolt và có luôn cả USB-A mà các bạn sẽ không cần phải kết nối thêm bất kỳ một cái hub nào nữa cả. Đây là thứ mà những con máy mỏng nhẹ khác, đặc biệt là MacBook, nó không thể làm được. Và mấy ông này cứ bảo là gì, laptop mỏng nhẹ thì phải cắt những cái đó đi. Nhưng mà xin lỗi các bạn, đấy, giống như những người đàn ông trăng hoa, thích thì tìm cách mà không thích thì tìm lý do. Đấy, Asus vẫn có thể trang bị đầy đủ cổng kết nối cho chúng ta mà vẫn đảm bảo một thiết kế mỏng nhẹ dành cho laptop. Và để nói thêm về cái phần bàn phím của chiếc laptop này thì nó cũng cho mình một cảm giác gõ là tốt. Cái hành trình phím của nó không sâu lắm, khá ngắn, nhưng mà độ nảy của nó là cao. Nên là mình gõ content trên con này cũng rất là sướng các bạn ạ. Đặc biệt là những bạn nào mà làm việc ở trên iPad như mình mà chuyển sang cái bàn phím này thì thực sự nó là một chân trời mới. Cảm giác gõ rất là thích. Và một điều nữa mình cũng cần lại phải khen ở trên cái chiếc Asus ZenBook S13 OLED này, đó là cái trackpad của nó rất lớn. Tuy nhiên là nói gì thì nói, cái trackpad ở trên những cái chiếc laptop Windows nói chung ý, không chỉ riêng Asus, tất cả thì nó đều chưa được tối ưu ngon lành. Nên là mình nghĩ để làm việc tốt hơn ý, thì chúng ta vẫn nên chuẩn bị một con chuột rời, như là cái chiếc Razer Deadaster V3 Pro Faker Edition của mình chẳng hạn. Từ nãy giờ là khen cái chiếc laptop này hơi nhiều, thế thì nếu như để có một cái phần cần phải cải thiện ở trên nó thì có cái gì? Thứ nhất là như ban nãy mình đã nói là tại sao mà Asus lại trang bị tần số quét 60 chứ không phải là 90 ở trên cái em ZenBook S13 này. Cơ bản là bởi vì những cái đời trước nó đã có 90Hz rồi, nhưng mà đây lại là một cái cắt giảm khá là đáng tiếc. Và cái thứ hai ấy, đó là bộ loa của em này thì mình đánh giá là nó chưa cao. Khi mà mình mở máy lên thì sẽ thấy ở đây có Dolby Atmos này, rồi là có cả Soundbite Harman Kardon. Thế nhưng cái bộ loa của cái em laptop này thì nó chưa đảm bảo cho nhu cầu giải trí của mình. Nó cũng cho một cái âm thanh nó chưa được thoát ra lắm, nó hơi bí bí. Và cuối cùng là một cái điểm nho nhỏ nữa, thực ra thì cái này không ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn, xin thề. Nó chỉ là cái gọi là sự khó tính của mình thôi. Đó chính là cái tem này. 2 năm bảo hành quốc tế, đây là một con số rất dài và không phải cái mẫu laptop Ultrabook nào các bạn mua nó cũng có cái này. 2 năm là một thời gian cực kỳ dài, sẽ nhắc lại như vậy. Thế nhưng mà có rất nhiều cách để chúng ta có thể nhắc nhở người dùng mà. Asus có thể chọn cách là dán cái tem này vào phần mặt lưng chẳng hạn. Đây, mặt lưng chúng ta cũng vẫn có tem, chứ không phải là không có. Và nếu như mà để dán ở cái phần mặt trước như này thì mình thấy là nó sẽ hơi làm giảm đi cái sự sang trọng của máy một chút. Và để tóm lại cho video ngày hôm nay thì chúng ta có gì ở đây với Asus ZenBook S13 OLED. Một cái mẫu laptop mà nó cân bằng rất nhiều yếu tố, từ thiết kế của nó mỏng nhẹ, sang trọng và rất rất đẹp. Thứ hai là về hiệu năng của nó, cực kỳ tiết kiệm pin dành cho các chủ tịch trên những cái chuyến đi xa. Các chủ tịch có thể ngồi trên những chiếc Bentley, những chiếc Rolls-Royce Phantom và làm việc với cái chiếc laptop này. Và thứ ba, chúng ta có một cái màn hình OLED quá đẹp, cực kỳ nổi bật, phục vụ cho nhu cầu làm việc và giải trí đều rất là ngon lành. Và cuối cùng là 2 năm bảo hành quốc tế. Đấy, thì đây là những cái thứ mà mình thấy nó rất là tốt ở trên cái mẫu laptop này và mức giá của nó cho phiên bản cao cấp hay là 40 triệu cho phiên bản bình thường. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái mức giá hoàn toàn là dễ hiểu. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop này? Các chủ tịch tương lai, các bạn có mua cái chiếc laptop này không? Hãy cho bọn mình biết bằng cách là comment phía bên dưới nhé. Cá nhân mình thì rất là thích nó, thực sự thì rất rất thích luôn đấy. Và nếu như mà ai đó mà chị nào mà tài trợ cho mình cái chiếc laptop này thì mình rất là cảm ơn. Và ok, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau.